Chào tất cả các anh chị, các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official. Ở video này mình sẽ chia sẻ về cái kiến thức làm YouTube. Nói về YouTube á, thì để có điều kiện bắt được kiếm tiền thì các anh chị và các bạn sẽ có điều kiện là 1.000 subscribe và 4.000 giờ xem. Tức là đây là một con số khá là lớn nếu các anh chị và các bạn là mới đầu tiên mà các anh chị làm. Thì các anh chị nhìn thấy cái điều kiện thế này thì các anh chị rất là khó thực hiện được, hoặc là nếu thực hiện được thì các anh chị phải có những ý tưởng sáng tạo video thật là hay, thu hút người xem thì có thể là các anh chị đạt được, nhưng mà cũng là rất ít các kênh có thể làm được với cái trường hợp mà tạo những video hay được. Mới đầu ra thì chúng ta đang lúng túng về cái cách làm, ý tưởng làm video thế nào, thì không thể nào mà chúng ta có thể thành công ngay bước đầu mà chúng ta ra một hai video được. Do đó mà để thành công thì mình nghĩ các bạn trên kênh của các bạn, khi lập kênh các bạn nên chịu khó đăng kênh đều đặn, đăng video đều đặn lên kênh của mình, có thể là một tuần một video, hoặc là một tuần hai video, hoặc là một ngày một video thì càng tốt, để cho cái số lượng mà cái video của mình đăng liên tục thì những cái từ khóa về kênh của mình nó sẽ sale liên tục, thì lúc đó là Google mới đánh giá được là cái kênh của mình tốt và họ đề xuất cho mình. Thì có thể đó là mình sẽ tăng được cái giờ xem một phần. Tuy nhiên theo mình nghĩ để tăng giờ xem thì nó sẽ cũng không có gì gọi là khó khăn nếu các bạn mà có máy vi tính. Ở đây mình chỉ cho các bạn là sử dụng máy vi tính nha, chứ còn đối với điện thoại thì mình nghĩ là các bạn rất là khó để đạt được cái số giờ này. Rồi bây giờ cái cách của mình là như thế này. Thứ nhất là ở video trước mình có đã chỉ cho tất cả các bạn về cái sử dụng phần mềm Opera và bật cái chế độ VPN, tức là đưa cái địa chỉ ra nước ngoài, đưa địa chỉ ra nước ngoài. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái phần mềm VPN để mình chuyển cái địa chỉ, cái kênh của mình ra nước ngoài để mình chạy giờ. Mục đích để làm gì? Mục đích thứ nhất là mình kiếm giờ, thứ hai là có thể là cái kênh của mình sẽ được đề xuất ở những cái địa chỉ IP, ở những cái vùng mà địa chỉ mình đang sử dụng, mà họ YouTube có thể đề xuất cho mình qua cái nước ngoài kênh của mình, và có thể là biết đâu vô tình cái kênh của mình sẽ được người nước ngoài xem, và người nước ngoài xem thì họ sẽ chắc chắn họ sẽ bấm subscribe cho mình, thì rất là uy tín ha. Và cái kênh lượt xem nước ngoài thì nếu mà sau này mình bật kiếm tiền thì cái lượt xem ở nước ngoài thì nó sẽ tính là giá trị cái tiền mà nó chi cho mình, tiền quảng cáo nó chi cho mình sẽ cao hơn. Thì đó, do đó là mình khi mà các bạn mới toanh cái kênh mới toanh thì mình nghĩ các bạn nên đưa chạy bằng địa chỉ IP nước ngoài để kiếm giờ cho kênh, vừa để ăn đề xuất. Thì cách làm thế này nè, các bạn mở phần mềm Opera lên, đây là trên phần mềm Opera ha, các bạn bật chế độ VPN lên. Thì ở đây thì nó đối với ở trình duyệt Opera của năm 2020 này thì nó chỉ có những cái phần này thôi, tức là Open Location và những cái địa chỉ IP ở châu Á, những địa chỉ ở châu Bi, IP ở châu Âu, tức là Euro tức là châu Âu, và America là ở Mỹ, thì nó có bốn cái này ha. Thì bây giờ mình sẽ cho địa chỉ, các bạn muốn cho địa chỉ chạy ở cái địa chỉ là Mỹ thì các bạn click vào Mỹ. Rồi sau đó các bạn sẽ thấy ở đây mình sẽ được là 112 mê ha. Bây giờ các bạn sẽ kiểm tra thử nó thật sự IP đã qua Mỹ chưa. Thì các bạn vào phần cái trang web là whoer.net nè ha, whoer.net. Các bạn coi kiểm tra có đã qua chưa. Rồi, đây là hoàn toàn qua rồi nha các bạn nha. Địa chỉ IP nè, đây là địa chỉ IP của mình nè. Địa chỉ IP đường truyền nè. Và đây cái trang web này nó cái mức độ uy tín nó vẫn còn là 100%, khá là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong YouTube. Mình sẽ tìm tới cái kênh của mình á, cái kênh của mình. Thì để chạy mà giờ cho tốt, mình nghĩ là các bạn nên trên cái kênh của các bạn nên khoảng là có 30 cái video đến 50 cái video. Để làm chi? Để các bạn biết là khi mà một lần các bạn chạy á thì các bạn có thể là chạy từ sáng đến chiều đến tối. Là các bạn chạy liên tục một cái địa chỉ IP, các bạn chạy liên tục như thế. Thì một tab như vậy nè, nếu mà các bạn máy của bạn là tùy theo nha, nếu mà cái cấu hình máy của bạn mà nó có mạnh á, thì có thể là đặt nhiều ở mở ra nhiều tab để chúng ta chạy, còn nếu không thì chúng ta chỉ có ở nhiều đó tab thôi. Thì các bạn nên ấy ha, bây giờ chúng ta sẽ tìm tới, bây giờ mình sẽ tìm tới thử cái kênh của mình nè, cái kênh này vừa kênh mới mà chưa phát triển
À, thì ở đây mình được bao chính xác, đây có chín thôi, đây là kênh Pado TV của mình. Rồi sau đó các bạn, khi mà các bạn vào trong cái kênh của mình nè, vào trong cái kênh của mình rồi thì các bạn thấy trên đây có phần là playout, tức là chạy tất cả các video ở trong cái video này, thì các bạn bật layout lên. Rồi sau khi các bạn bật layout lên thì nó sẽ ra cái như thế này ha, nó sẽ ra như thế này. Thì các bạn vào trong cái phần setting nè, các bạn lít phần setting thì cái phần playback speed thì nó đang ở chế độ là normal, thì các bạn lít vào cái mũi tên, các bạn chọn xuống và các bạn chọn xuống bằng 0,25%, tức là cái này nó đang giảm cái tốc độ, kéo giãn cái tốc độ, cái thời gian của video của ta ra. À, ví dụ như cô 1 tiếng thì nó kéo giãn ra được khoảng 3 tiếng ha, hoặc là hơn đó, và nó cứ chạy liên tục chạy thì qua tất cả các video khác nó vẫn chạy ở tốc độ như thế này. Bây giờ mình sẽ qua thử cái video khác nha, các bạn sẽ thấy nó như thế này. À, các bạn chờ lót chút, tùy theo cấu hình máy bạn mạnh hoặc máy bạn mạnh yếu thì các bạn có thể mở nhiều tab. Đây các bạn thấy không? À, này. Còn nếu mà các bạn thấy mà tốc độ mà nó hơi ấy quá, các bạn có thể hạ cái chất lượng video xuống cũng được. Tại vì khi mà chất lượng video nó càng 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 cao thì cái độ lót nó càng nặng thì nó sẽ ấy ha. Thì các bạn có thể là lót xuống cái video của mình nó xuống, chỉ cần ấy thôi, mình đang cần chạy giờ mà mình đâu cần ấy, thì có thể lót cái độ phần giải của cái video xuống là càng thấp nó càng tốt, để cho video chúng ta sẽ chạy nó mượt hơn ha. Rồi chúng ta cũng bấm 0.25 thì tất cả các video ở trên cái tab này nó sẽ chạy cũng tốc độ đó. Rồi sau đó các bạn mở tiếp tục cái tab thứ hai, các bạn cũng vào trong YouTube, các bạn cũng tiếp tục các bạn mở ha, các bạn cũng tiếp tục các bạn tìm tới cái kênh của mình. Rồi các bạn mở, rồi các bạn mở lên thì các bạn cứ thao tác, các bạn cũng làm vậy, các bạn cũng vào bấm layout, rồi sau đó các bạn vào sàn setting, tức là qua tab mới thì các bạn phải cài đặt lại nha, setting rồi các bạn chọn chấm hai. Ở đây thì nó đã mặc định, nó đã nhận diện bên kia luôn là 240p, thì chúng ta sẽ để như vậy ha, chúng ta sẽ để vậy cho nó sẽ chạy chạy liên tục, cho liên tục vậy. Các bạn có, nếu mà cái máy các bạn bệnh thì các bạn mở ở đây là 10 tab ha, tiếp 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 10 tab như thế này đó. Rồi ở đây các bạn sẽ thấy khi mình sử dụng phần mềm Opera thì nó có một cái lợi hại, tức là chỉ ở trên cái video này, cái VPN trên đang chạy trên phần mềm Opera thì nó chuyển ra nước ngoài thôi, chứ còn mà ở trên cái những cái trình duyệt khác thì nó vẫn ở nơi hiện tại các bạn đang ấy nha, nơi hiện tại các bạn đang đang hiện hữu cái máy vi tính của bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái phần mà mình chạy trên cốc cốc này, mình sẽ kiểm tra phần hua.net coi thử là nó đang nằm ở đâu nha. Đây bây giờ các bạn thấy không, trên hua trên cốc cốc thì mình đang chạy ở ở là Việt Nam nè ha, ở Việt Nam đây. Tuy nhiên cái máy mình á, nó đang ở truy cập rất là nhiều mail, tại cái máy mình là dịch vụ mà nó truy cập rất là mail, cái mức độ tin cậy nó rất thấp à, còn có 55% à, nhưng mà không sao. Đây các bạn thấy không, đây là hai cái trình duyệt chạy ở hai cái địa chỉ IP khác nhau này. À, đó là cái lợi hại của cái phần Opera. Thì khi mà chạy như thế này thì các bạn cứ để phần mềm Opera nó chạy, còn các bạn có thể sử dụng lướt web hoặc là làm một số việc khác thì ảnh hưởng tới đi, không có ảnh hưởng gì tới địa chỉ IP, thì các bạn vẫn làm trên những cái trình duyệt khác như bình thường như thế này. Các bạn vẫn có thể truy cập những những cái công việc của mình vào mail đồ là thì bình thường ha. Đó là cái cách mà mình sử dụng cái địa chỉ IP để mình chạy kiếm 4.000 giờ cho kênh của mình nha. Hy vọng các bạn có thể áp dụng, các bạn làm được, và mình cũng đã áp dụng được chạy một kênh mới vừa bật kiếm tiền cũng trong ngày 11 tháng 3 năm 2020, tức là mình đang quay đang chia sẻ video này là ngày 19 tháng 3 nha, tức là cái kênh của mình cũng áp dụng những cái hình thức này và mình đã bật được kiếm tiền, và mình cũng chia sẻ cho tất cả các bạn về cái cách kiếm 4.000 giờ cho kênh của mình. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy bấm like để ủng hộ tinh thần cho video nha. Nếu các bạn mới vừa ghé qua kênh Pado Official thì hãy cố gắng đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông, để khi mình có chia sẻ những cái kiến thức mới, những cái kinh nghiệm mới của mình về YouTube thì mình có thể là các bạn có thể là theo dõi được và cùng làm YouTube với kênh Pado Official nha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị
có một ngày thật là nhiều niềm vui và thành công trên con đường của mình. Bye bye.